Xin chào video món chay của Kỳ Duyên Ngộ. Hôm nay mình quay trở lại là mình sẽ làm một món đậu hũ áp chảo. Tức là mình sẽ không dùng dầu hay hoặc là chất béo gì hết. Đậu hũ tươi trước tiên mình bóp ra khoảng một miếng rưỡi đậu hũ tươi, hai miếng cũng được, mấy miếng nhỏ nhỏ hai miếng. Ở trong đây là mình có gia vị là hạt tiêu, xay nhuyễn, hạt nêm, gồm có hành, củ đỏ, cà rốt, nấm giòn, cũng còn gọi là nấm mèo nữa đó. Mình cho hỗn hợp này vào, mình nêm nếm hạt nêm cho nó vừa ăn nha các bạn. Lạc thôi, đừng có mặn quá. Cái này là đậu hũ ướp chảo, mình làm nó một cái món nó tương tự giống như là người ta làm pizza vậy đó. Mình áp chảo, mình để lửa nhỏ thôi, để lửa riu riu, trộn cho đều tất cả hỗn hợp lên, bóp đậu hũ cho đều ra, xong mình cho vô chảo. Này là một cái loại chảo chống dính, mình sẽ chán mỏng ra, cán cho đậu hũ nó mỏng ra. Mình nướng ở trên cái bếp lửa riêu thôi, mình dặn lửa nhỏ, mình sẽ xài lửa nhỏ, mình để khoảng hơn một tiếng, lửa rất là nhỏ cho nó nóng lên, giờ nó đủ có cái độ nóng để nó khô đậu hũ. Rồi mình xắt cà chua lên, đây là một món ăn chay mà ông xã của mình rất là thích, bởi vì nó không có nhiều dầu. Khi mình nướng cái miếng đậu hũ nó khô, cái nó giòn lên, nó rất là ngon, hấp dẫn. Xã mình vô cùng thích cái món này, cho nên sẵn dịp mình làm mình cùng hướng dẫn. Nếu mà các bạn có thích ăn thì cũng thử làm đi. Tất cả những thứ đồ chay đều là bổ dưỡng, tinh khiết, làm cho thân tâm mình nó được an lạc, nhẹ nhõm, không đòi hỏi nhiều tiêu hóa cho nặng. Rồi xong mình sẽ bắt lên chảo, lên bếp. Nhớ là cho lửa nhỏ nha các bạn, lửa rất là nhỏ, nhỏ thậm chí là liu riu luôn. Bởi vì mình chỉ cần cái độ nóng cho nó bốc lên, cho nó đừng có bị khét. Cái đích để khoảng một tiếng, hơn một tiếng thì mình sẽ dùng được, nó sẽ khô. Rồi như vậy là tàu hũ áp chảo của mình nó đã vàng. Giờ mình tắt bếp. Mình đã tắt bếp, lấy ra. Đây là một loại tàu hũ như nướng bánh pizza vậy đó, rất là ngon. Món này là món ông xã mình rất là thích, nó giống như là pizza đậu hũ vậy đó, rất là hấp dẫn. Là làm thì nó rất là nhanh, nhưng mà chỉ có cái mình nướng nó hơi mất thời gian thôi. Mình để áp chảo thì mình để lửa rất là nhỏ, mình ép mỏng thôi, đừng có để dày quá, để dày nó sẽ lâu khô. Mình ép mỏng nó giòn mà lại nó mau khô, rất là hấp dẫn, ngon lắm. Xin mời thưởng thức. Mời mọi người cùng thưởng thức.